À, chào các bạn. Một lô hàng về nhé. Đặc biệt cái lô này á, toàn bộ đều xài là cái động cơ Brook LED nha. Động cơ Brook LED Technic, hàng của USA. Technic của USA các bạn. Cái này nó chạy điện áp từ này, hàng Technic nè. Các bạn thấy USA nha. Technic thì mình bán rất là nhiều rồi nha. Cái mã là M2348-103. Đó. Cái mã này thì nó có cái thông số là 4.000 vòng một phút nha. 4.000 vòng một phút. Điện áp là từ 20V cho tới 90V. Cái con này nha, 20V. 20V tới 90V. Ở 75V á, nó đạt 635W. Thông số này thì mình khách nào hỏi á, thì mình sẽ, tức là khách nào chat hỏi mua hàng á, mình sẽ gửi cái bản thông số nhà sản xuất cho xem nha, cho xem. Tại vì cái tem Technic á các bạn, nó không có ghi rõ giống như những tem khác nha. Nó chỉ ghi cái mã thôi. Hoặc là các bạn tự tra được nha. Các bạn tra chữ Technic M-2348 thì ra nha. Và các bạn lưu ý là cái option là 4.000 vòng một phút. Tại vì á, cái option á, nó có nhiều option lắm. Nó có là 2.000 nè, 3.000, 4.000 nè, 6.000 nha. Nhưng mà cái loại này là 4.000 vòng một phút nha. 4.000 vòng. Chạy điện áp input từ 20 tới 90V VDC. 20 tới 90 VDC nha. Cái cụm này giống như nó có kéo dây cua ro ha. Cái một số cái nó có hộp số nha. Một số cái nó có hộp số. Hộp số tỷ lệ 1:3. Hộp số tỷ lệ 1:3. Hộp số này cũng của Mỹ luôn nha, Technic luôn nha. Cùng hãng luôn. 1:3. Hộp số 1:3, hộp số nhôm thép, đánh răng hành tinh, 2 tầng nha. Cái này chắc chắn là phải 2 tầng. Ok. Để mình thống kê lại nha. Còn cái bộ này là hộp số này là đi theo nguyên một lô luôn nha. Đi theo nguyên một lô luôn. Boston của Mỹ. Boston Press. Để mình xem tỷ lệ bao nhiêu. Boston thì nó cũng của USA. USA. Một lô này của USA hết. Ratio là 40 nha, 1/40. Đó, 1/40. Ok. 1/40 nha. Hộp số dầu. Ở đây cái này để châm dầu. Hộp số này trên đây nó có 4 ốc đó bạn. Mình có thể bắt lên được nha. Bắt đè lên được tại vì nó chịu lực rất là lớn. À, cái này một nè. Ồ, cái trái cái phải ha. Cái trái cái phải nha. Tùy khách nha, khách nào muốn lấy cái nào nha. Cái này bị chảy dầu các bạn, mình sẽ xử lý lại. Giảm tốc thì được một cái, hai cái. Động cơ thì được một cái. Hai cái. À, ba. Ba. Bốn. Năm. Cái này được 6 bộ. Cái này được 6 bộ các bạn. À 5 bộ chứ, xin lỗi, 5 bộ nha. Được 5 bộ. À 3 bộ quay bên này nha. Và 2 bộ quay bên này. Khớp nó mềm. Cái nó mềm. Này rất là ngon. Một cái có bánh răng nó kéo cái trục của bạn. Hộp số có 3 cái.
Cái này được lô. Hộp số có 3 cái nha. Còn được thêm một cái bơm các bạn. Bơm gì? Này cũng cứ USA nha. USA. Am hit. Thông số thì mình đọc không có ra các bạn. U. Output 0 cho tới 120 PSI nha. PSI. Input 4 tới 20 MA. Transducer. Air control. Transducer giống như nó là cái cụm điều khiển thôi. Cụm điều khiển bạn. Thêm một cái bơm. Thêm một cái bơm chìm của Nhật nha. Tsurumi. Tsurumi nha. Cái Japan. À, bơm chìm. Cái họng là 50 mm nha. Cái họng 50 mm. Bơm hết mắc 5m7. 5m7. 0,19 m khối trên 1 phút. Vậy là bao nhiêu mét khối trên 1 giờ ha? Này tính ra nha các bạn. Nhân lên 60 nha. Nhân 60. 50 nha. Cái này điện 220 nha. Bắc Kinh Chapan nhưng mà điện 220 các bạn. Cái này là hàng xuất nè. Một pha nè. Này hàng xuất xuất nước ngoài nè. Cánh quay rất là êm. Tại vì nãy mình cũng có thử các bạn. Đút tay vô thử. Quay rất là êm. Ok, cái này để mình test một cái nha. Ok, mình sẽ ôm số lượng nhiều và bán. Cái này giá nếu mà hàng chạy á là 1.150.000 nha. 1.150.000. Đó, để mình test cái để mình tính nha. Giá tốt. Giá tốt hơn nhiều nha. Bây giờ một cái bơm chìm mà của Đài Loan hay Trung Quốc á, thì cũng khoảng 1.500.000 các bạn. Loại tốt tốt đó nha. Còn loại thường thường thì cũng cả triệu nha, 900 triệu. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha.